shopgà.com nơi bán nick Free Fire Liên Quân giá cực rẻ, vòng quay may mắn nhận 3.000 kim cương, thử vận may nhận nick VIP và code súng vĩnh viễn, link shop dưới phần mô tả. Sau hơn 20 năm ra mắt, One Piece đã tạo nên một cơn sốt trên toàn cầu, có một lượng fan hùng hậu, các sản phẩm đồ chơi, quần áo, poster luôn luôn trong tình trạng cháy hàng vì sức hút của bộ truyện này. Nội dung của bộ truyện kể về chuyến hành trình của cậu bé Luffy cùng với các thành viên khác đi trên các vùng biển khác nhau để tìm kiếm kho báu vĩ đại nhất thế giới và trở thành Tân Hải Tặc Vương. Trải qua vô số những cuộc phiêu lưu, những mảnh đất kỳ lạ, chúng ta đã gặp được rất nhiều những nhân vật mạnh mẽ, sở hữu những khả năng bá đạo. Trong One Piece, có rất nhiều nhân vật mạnh mẽ mà chúng ta không được chứng kiến nhiều về câu chuyện cũng như quá khứ của họ. Vậy thì hôm nay, hãy cùng mình đến với bí mật quá khứ của 5 nhân vật mà người hâm mộ muốn tác giả Oda tiết lộ trong One Piece nhé. Thứ 5, Garp. Được biết đến là một trong những hải quân huyền thoại với sức mạnh ngang ngửa vua hải tặc Roger, độ bá đạo của Garp là điều không thể bàn cãi. Từ thời còn trẻ, Garp đã nổi tiếng với những chiến công hiển hách và là hải quân duy nhất được trao bội tinh với phong vị anh hùng hải quân. Là người có công chính trong việc đánh tan băng hải tặc Rock, một trong những băng hải tặc huyền thoại mạnh nhất từng tồn tại, cùng với đó là muôn vàn chiến công hiển hách như đánh bại mũi khoan Don Jinjao, bắt giữ sư tử vàng Shiki. Và cũng chính Roger là người đã phải công nhận tài năng và sức mạnh phi thường của Garp khi thừa nhận rằng Garp chính là đối thủ lớn và cứng đầu nhất mà ông đã từng gặp trong suốt thời gian làm hải tặc của mình. Không sở hữu sức mạnh của bất cứ trái ác quỷ nào, nhưng khả năng thể chất phi thường cùng Haki bậc thầy khiến Garp trở thành một mối đe dọa với bất cứ hải tặc xấu số nào đụng phải ông. Ngay cả Ogenu, một kẻ nổi tiếng độc đoán, quân phiệt, vô cùng cao ngạo cùng tư tưởng chính nghĩa cực đoan cũng chưa một lần dám lên mặt với Garp. Trong trận chiến ở Marineford, nếu không có Sengoku ngăn lại, Garp đã lao vào cuộc chiến với Akainu để cứu Luffy và Ace. Lời nói đầy sát khí, tốt nhất ông nên ấn chặt tôi xuống hết sức có thể, nếu không tôi sẽ không để tên khốn Sakazuki đó toàn mạng, cũng như phần nào chứng tỏ sức mạnh của Garp tại thời điểm đó vẫn dư sức đánh bại một đô đốc như Akainu. Còn nhớ lần đầu tiên xuất hiện, một nhát chém của Morgan ở chính giữa người Garp còn chẳng hề làm ông thức giấc. Ông ném yêu những viên đạn pháo nặng cả tạ bằng tay không về phía đám Luffy mà còn mạnh hơn cả năm khẩu thần công cộng lại. Dù chưa được phô diễn nhiều, nhưng chỉ cần bấy nhiêu chi tiết thôi, chúng ta cũng có thể thấy rằng Garp siêu phàm đến mức nào. Người hâm mộ luôn mong muốn chứng kiến quá khứ của Garp, đặc biệt là trận chiến giữa Garp kết hợp sức mạnh với Roger cùng nhau dập tắt băng hải tặc Rocks, đó là trận chiến thượng đỉnh, chắc chắn sẽ còn kinh khủng hơn trận chiến ở Marineford. Thứ tư, Mihawk. Draco Mihawk là một thành viên của tổ chức Thất Vũ Hải và là thành viên đầu tiên được tiết lộ. Ông cũng là chủ sở hữu hiện tại của danh hiệu kiếm sĩ vĩ đại nhất thế giới. Mihawk đã đảm nhiệm vai trò là thầy giáo dạy kiếm thuật của Zoro trong thời gian 2 năm time skip. Mihawk có thể là một trong những nhân vật nghiêm túc nhất của One Piece. Ông rất hiếm khi ngạc nhiên, mỉm cười và ông cũng chỉ nhìn thấy cười hai lần trong từ trước tới nay trong bộ truyện. Mặc dù ông là một kiếm sĩ vượt trên tất cả kiếm sĩ khác trên thế giới, Mihawk vẫn không hề ảo tưởng. Khi ông thực sự trở nên chán ngán mặc dù cho năng lực của các kiếm sĩ khác, ông mới có thể nhận ra tài năng. Thực tế rằng, ông có một mong muốn được nhìn thấy Roronoa Zoro vượt qua ông sau khi chứng kiến ý chí vĩ đại và quyết tâm của Zoro sau trận đấu của họ. Khi nói chuyện với Zoro, ông nói rằng ông sẽ đợi Zoro dù cho có mất bao lâu và nói rằng ông sẽ tiếp tục là kiếm sĩ vĩ đại nhất thế giới, cho thấy sự tự tin và kỹ năng và trình độ của mình. Trong khía cạnh chiến đấu, Mihawk là kiếm sĩ vĩ đại nhất còn sống trong thế giới One Piece, nhận xét một cách tự nhiên về khả năng lãnh hội kiếm thuật vô cùng của ông. Ông được biết đến đã chiến đấu nhiều lần với Shanks khi họ còn trẻ. Ông cũng rất tài năng trong việc huấn luyện, khi đã cho thấy đã dạy Zoro mạnh lên khá nhiều trong suốt 2 năm ở cùng nhau. Rất nhiều người mong muốn chứng kiến quá khứ của Mihawk, bởi vì tại sao Mihawk lại trở thành kiếm sĩ đệ nhất thế giới, ông đã khổ luyện như thế nào, tập luyện ra sao, đánh bại được ai để có được danh hiệu đó. Và quan trọng hơn cả, ai là người có được danh hiệu kiếm sĩ mạnh nhất thế giới vào lúc đó, và tại sao người đó lại thất bại trước Mihawk, để rồi phải nhường lại danh hiệu đó cho ông. Thứ ba, Roger. Roger được cho là không biết sợ, những người chứng kiến cuộc tử hình của ông cho thấy rằng ông không hề cầu xin mà còn nở một nụ cười mỉm trước khi chết. Tính cách của ông ta thường được ghi nhận bởi những người biết đến ông, nó được cho rằng khá giống với tính cách của Luffy. Roger là người có tình yêu lớn, những thứ hào nhoáng và cuộc vui trên danh nghĩa vua hải tặc, mặc dù cái chết đang đến gần. Trong những lần xuất hiện của mình, ông ta có thể trở nên tàn nhẫn với kẻ thù khi ông ta tức giận. Roger rất dễ nổi giận, ông ta có thể trả đũa cho bất cứ việc gì như việc xúc phạm đến đồng đội của ông, bất kể nó nhỏ như thế nào. Garp tuyên bố rằng cơn giận dữ của Roger khiến ông ta trở nên bạo lực, ích kỷ và biến thành một kẻ nóng tính. Nhưng những hành động của ông ta được cho là thuần túy và thẳng thắn như một đứa trẻ, và ông ta may mắn sống sót trở thành vua hải tặc, mặc dù ông ta cực kỳ thiếu thận trọng. Sinh ra ở Log Town, Roger nổi tiếng như là một người đàn ông chinh phục Grand Line, điều mà mọi người nghĩ rằng sẽ không ai làm được. Dường như ông đã đi quanh nó một vài lần, và việc Brook từng gọi ông là một tân binh, điều đó diễn ra cách đây 50 năm trước cốt truyện hiện tại. Roger đã cùng lão già Garp chặn đứng Rock đi Sabek một cách hoàn hảo. Chúng ta vẫn mong muốn Oda sẽ có thêm một đoạn flashback về trận chiến thượng đỉnh God Valley năm đó, để cho chúng ta biết được thêm thông tin về băng hải tặc Rock, cũng như sức mạnh của Rock đi Sabek, người mà đã khiến Roger phải hợp sức cùng với Garp mới có thể đánh bại được. Thứ hai, Crocodile. Crocodile là cựu chủ tịch của tổ chức tội phạm bí ẩn Baroque World. Hắn là nhân vật phản diện chính của phần Alabasta.
hắn là một trong những đối thủ chính lâu dài và đáng chú ý nhất trong series vì hắn là kẻ thù đầu tiên đánh bại Ruffy một cách hoàn toàn và là một trong hai người có thể khiến cậu thất bại nhiều lần. 22 năm trước khi bắt đầu cốt truyện, Crocodile chứng kiến việc hành quyết Goldie Roger tại Lock Town. Tại một thời điểm trong quá khứ, giấc mơ của Crocodile là trở thành vua hải tặc. Hắn đã từng đến tân thế giới và thích nghi với môi trường thất thường của nó. Tuy nhiên, khi thời gian trôi qua, hắn đã trưởng thành trong quyền lực và kinh nghiệm và mất đi tầm nhìn về tầm quan trọng của những giấc mơ và niềm tin. Sau khi trở thành một Shichibukai vào khoảng 20 tuổi, hắn đã bị đánh bại bởi dâu trắng. Hắn cuối cùng cũng đã từ bỏ ước mơ trở thành vua hải tặc và sau khi biết được một vũ khí tên là Blue Tong, hắn đã quyết định nhắm vào nó. Hắn bắt đầu tập trung vào Alabasta và trở thành một anh hùng săn lùng những tên cướp biển. 16 năm trước khi cốt truyện hiện tại, ở tuổi 30, hắn được giới thiệu trên trang nhất của một tờ báo nhờ việc đánh bại một số tên cướp biển. Trong thời gian làm tân binh, hắn đã vượt qua con đường với Emporio Ivankov, người đã biết được điều gì đó mà Crocodile không muốn tiết lộ. Bản chất mối quan hệ của họ và những gì kiến thức nói trên vẫn chưa được tác giả tiết lộ. Thứ nhất, Gecko Moria. Gecko Moria là một thành viên Shichibukai sống sót trên hòn đảo nổi Thriller Bark khi ông lần đầu tiên được giới thiệu. Moria đã có mặt khi nhìn thấy Goldie Roger và chứng kiến sức mạnh của ông. Điều này làm cho Moria mong muốn trở thành vua hải tặc mới. Ông tạo cho mình một băng hải tặc riêng và một lá cờ để bắt đầu làm cho tên tuổi của mình trong thế giới. Moria đã là một tên hải tặc có đủ năng lực trở thành đối thủ của tứ hoàng Kaido và Moria cũng đã trở thành một Shichibukai. Trong thời gian ở tân thế giới, toàn bộ băng của ông đã bị giết chết. Cái chết của họ ảnh hưởng đến toàn bộ quan điểm của Moria về những thuộc hạ. Sau khi mất đi đồng đội của mình, Moria đã cố gắng thu thập thêm đội quân sức mạnh để có thể đánh bại Kaido. Cái mà chúng ta muốn chứng kiến chắc chắn là trận đấu giữa Gecko Moria và Kaido và tìm hiểu rõ hơn về sự đau đớn khi mất hết đi cả thủy thủ đoàn. Câu chuyện của Moria khá là thú vị và nếu có một đoạn hồi tưởng flashback về quá khứ thì chúng ta sẽ biết thêm được nhiều thông tin hơn về chúa bóng trong One Piece. Các bạn vừa xem xong bí mật quá khứ của 5 nhân vật người hâm mộ muốn tác giả Oda tiết lộ trong One Piece. Các bạn thích nhân vật nào nhất thì hãy bình luận ở phía dưới cho mình biết nhé. Nhớ nhấn like, subscribe để đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình channel nhé. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.